Hello và xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui gặp mọi người trong video này. Và như mọi người có thể thấy, hiện tại bây giờ thì mình đang có một trận đấu, đang có 3 ngoại binh từ 2.2.1 đây. Và trong trận đấu này thì mình sẽ chơi cho anh em xem chú thu ngoại binh mọi người nhé. Một trận đấu với chú thu ngoại binh. Hy vọng là sẽ là một trận đấu có thể thua được 12 trận cho nó đỉnh cao. Anh em xem video ủng hộ cho mình một đăng ký kênh và một like video. Và có ý kiến góp ý gì thì hãy comment ở dưới và mình sẽ cố gắng hoàn thiện ý tưởng đó và trở nên một cách gọi là hoàn hảo nhất mọi người nhé. Hai trận thua 86 máu, hơi toang. Bởi vì sao? Bởi vì game này nếu mà bởi khởi đấu mọi người, mình chưa biết được ba đối thủ mình gặp sẽ là ai, bởi vì nó sẽ cho mình kiểu nhiều sự lựa chọn quá. Đây không? Đấy, nhiều sự lựa chọn quá mình không biết. Đó. Bây giờ thì để xem nào. Mình sẽ làm điều gì trong game này? Mình sẽ chắc phải cho thêm một con tướng mà thôi, bởi vì ui, con này hơi yếu đấy. Bây giờ mình đang có Ezreal, Queen, Gamelang và con Yali. Thì con Ezreal thì nó chỉ xương xương là giúp cho mình một chút cái khả năng, đó chính là tăng khả năng hồi phục một chút thôi. Rồi ok, giết thêm một mạng nữa thôi, không giết nổi rồi. Khỏe phết nhở. Không bắn nổi luôn à. Ezreal. Ui hay quá, cũng được một mạng. Phát em không được mạng nào thì hơi buồn đấy, nhưng may sao vẫn được một mạng mọi người ạ. Cuộc đời làm sao như ngang trời, cuộc tình ơi giờ đây giá băng. Ba ngoại binh, hai đấu sĩ và hai thích đấu, vẫn cứ để đội hình này thôi. Mọi người xem video ủng hộ cho mình một đăng ký kênh và một like video mọi người nhá. 74 máu này, 4 trận thua, nói chung là cho ta. Nếu mà xét về những cái trận thua mình đã từng chơi thì nó cũng không được gọi là hoàn hảo cho lắm. Bởi vì có nhiều trận thì mình thua nó thực sự là xích sao rất là nhiều. Đôi khi là mình thua 5 trận chỉ còn vẫn còn 80 máu cơ. Nhưng hôm nay thì nếu như mà hy vọng loại công nghệ xuất hiện thì mình rất là hy vọng sẽ là một loại công nghệ giống như kiểu là một cái khổng lồ hóa cộng 35 máu, hoặc là có thể là một cái lõi công nghệ nhỏ nhưng có võ nha.
Mình đang bị Covid nên họng hơi đau, nó sẽ ít hơn mọi ngày. Không được trơn tru như mọi ngày mọi người ạ. Ok, vàng này, gì đây? Vàng con Neko không? Không phải Neko, Miss Fortune à? Ngon nhở? Bây giờ có một ấn ngoại binh thì năm ngoại binh luôn thì nhức nách luôn rồi. Trang bị thì mình sẽ lắp cái này một cái thú tượng đi nhỉ, để xem được thủ ai đây. Mình đang còn 66 máu, 5 trận thua. Ôi Brand, Brand búa xanh, chó gát, rắc. Ôi, khéo mình win tuyết bằng ta. Trời, đang đang mình ra mình sợ win quá à, sợ mình win mất quá. Để xem nào, cố lên Brand ơi, chưởng nhiều vào. Đúng rồi, spam skill nhiều vào bạn ơi, bạn đừng khiến tôi bị mất mất cái chuỗi thắng này nào, mất cái chuỗi thua này nào. Ok, hên quá mọi người. Vẫn thua. Thua khá đẹp ấy mọi người. Round này chỉ trừ có mười mấy máu thôi. 60 máu, 6 trận thua. Và mình đang vẫn chờ đợi một lõi công nghệ tiếp theo. Sẽ là lõi công nghệ gì? Nếu như mà nó là một lõi công nghệ mà liên quan tới đó chính là cộng 35 máu thì quá tuyệt vời mọi người ạ. Nó là cha của tuyệt vời luôn. Ôi cuộc đời giờ đây sao ngang trái. Ông ấy khỏe thế. Vãi cả lồi, khỏe thế. Sợ thật. Hy vọng sẽ có một lõi cộng 35 máu ở tài khoản mọi người ơi. Lõi 35 máu cộng tài khoản đi Bli. Bli đi mà giúp tôi đi. Oh my god, trời ơi, tiên tri à. DQK à. Ôi, bạn thích đấu luôn, vãi cả nồi. Sợ vậy. Khó chịu nhờ, bây giờ mình sẽ làm gì bây giờ? Mình có thua thắng ta? Warwick 2, Camille 2, Queen 2. Mình sẽ thua thôi đúng không? Mình sẽ thua thôi. Cố lên, đúng rồi, Warwick, Camille, quẩy đi bạn, đúng rồi, hay quá. Thua rồi anh ơi, thua rồi. Lõi kim cương, tiên tri này nó hơi ảo đúng không? 8 trận rồi, game này mình quáng thua cho anh em xem 12 trận nha anh em nhé. Sảng vàng. Ôi, có sảng vàng mọi người, có sảng vàng nha, một slot, một slot. Ok, có một slot luôn rồi, ngon quá. 8 trận thua rồi. Mình sẽ quáng thua 12 trận, 4 trận nữa, 4 trận nữa. Nếu mà có một trận mà trừ khoảng tầm 2-3 máu thì ngon. Thì mình có thể thua được 12 trận mọi người ạ. Có tiên tri mà, có lõi tiên tri này thì mình có thể sắp xếp đội hình được á. Năm 7 máu, ông này cũng khỏe này. Ice Queen. Một thế cột trợ giúp và 5 vàng thêm một rương của bạn. Ra sau gặp ông này, ông này đang có cho mình đó chính là Caitlyn, Sowen, Leona. Level 7 rồi.
Đôi như vậy nhìn hơi ảo. Còn cả áo trong lửa mọi người, nên là mình sẽ thua thôi. Áo trong lửa rồi quen nữa. Hay quá. Chết rồi, Swen cố lên bạn ơi. Cố lên Swen. Giết con Kaelin đi. Hay quá anh em ơi. Thua rồi, đẹp quá, thua đẹp kêu nữa. Đúng chuẩn luôn, trừ có mấy máu à, trừ có 4 máu mọi người ạ. Một vụ chiến thuật mọi người. Đấy không? Chính xác là một vận dụng chiến thuật. Là mình bây giờ đang có 20 vận chiến thuật nữa rồi. Top 1 này là người đối thủ tiếp theo mình sẽ gặp. Top 1 này V Dốc đồ Cocky 2. Ra mình thấy thua thôi, bởi vì mình full 2 sao mà. Đối với full 2 sao thì chắc chắn là hơn mình rồi. Mình nhận giết được khoảng 1 trong 2 người thôi. Giết được Vi không? Hay quá, giết được 1 Vi rồi. Giết được con này không? Bobby luôn. Kaelin bắn một phát nữa. Một phát nữa Kaelin. Hay quá anh em ơi. Ok, mình 10 trận thua rồi nhá, 10 trận thua rồi. Mình có thể thua thêm 2 trận nữa với 27 máu này. 27 máu nó có thể thua thêm 2 trận nữa là vô tư luôn mọi người ạ. Nhìn đây. Tường 4 vàng, 3 tường 4 vàng thêm 1 rương của bạn. Để xem là bây giờ này, đối thủ tiếp theo mình sẽ là ai. 39 máu này, nghèo mèo bị ngáo, mày bị ngáo này. Hy vọng mình gặp ông mèo bị ngáo ấy là lúc mình nổ hũ rồi nhá, là ngon nhất. Ông này có một cái lõi năng lượng xanh 2. Nếu mà gặp thực sự là lúc mà nổ hũ mà gặp này đúng là quá tuyệt vời luôn. Mình hơi yếu. Xanh vàng à? Ôi một Neko anh em ơi. AC 2 Kha'Zix luôn mọi người này. Ba chín máu mẹ bị ngáo luôn à, gặp mẹ bị ngáo luôn rồi mọi người ơi. Bây giờ thì mèo bị ngáo, Brand, Kasadin, đấu sĩ. Đến này là hợp lý nhất mọi người ạ. Ấy, skill ngu của Queen. Oh my god, 11 trận thôi. Trời, biết thế cho Mr. Toon vào rồi. Mình cứ tưởng mình sẽ thắng nhá. Mười bốn máu mà theo cái khả năng của mình thì vẫn có thể thua được nhá. Mình vẫn có thể thua được cho anh em xem luôn á. Để xem đối thủ là theo 60 máu này. 60 máu, ông này thì đang có rắc Warwick, 3 cái áo trong lửa luôn à. Khu đồ hiệu, chim đam, chuột. Đến này thì mình sẽ win nhiều quá đúng không? Hy vọng sẽ thua anh em ạ, hy vọng sẽ thua nha. Một mạng rồi. Ok, nổ hũ anh em ơi, nổ hũ nha. Nổ hũ rồi. Hơi tiếc, nổ hũ sớm quá.
hai gang lọt tạc 10 vàng thêm một đội của bạn mới 11 trận thôi, chưa được 12 trận anh em ạ. Nhưng mà mình có hai slot nhân tạo rồi, quá ngon. Ủa nhìn hòm kìa, đã chưa? V2 sao? Hai slot rồi. Với đội hình mà mình đưa tương đương vào level 10 mọi người ạ, đang tương ở level 10 luôn. Nếu mà ở round tiếp theo mà một cái lõi công nghệ ấy mọi người, mà kim cương thêm một slot hoặc là up lên level 10 thì quá ngon luôn. Là mình sẽ ở level 12 và tổng cộng mình sẽ có đó chính là 4 slot tăng thêm. À, 3 slot tăng thêm mọi người ạ. Bây giờ thì để mà thua thì hơi khó. Bây giờ mình hơi khó thua đấy. Có tam ken mọi người, ngon quá, có sẻng vàng kìa. Sẻng vàng hay tam ken bây giờ? Lấy sẻng vàng đó mọi người. Tam ken có 5 ngoại binh nhưng mà cũng không đáng. Sẻng vàng ngon hơn anh em ơi. Bởi vì nếu mà mình lên sẻng vàng ấy thì mình sẽ có một cơ hội để kiếm thêm một cái sẻng vàng nữa và sẽ có thêm 3 cái vương miện thuật. Còn tam ken mình có thể ron được thôi. Không có 5 ngoại binh từ sớm thì có 5 ngoại binh muộn cũng được, không sao cả. Không có sớm thì có muộn thôi mọi người ạ. Ok, mình sẽ đổi vị trí một chút. Caitlyn AC cho 4 xạ thủ luôn. Ai đây? 78 máu. Cocky 3 sao. Ok, mình lock được con Leona lên rồi. Win anh em ơi nhờ. Top 1 đang 78 máu. Nào, lõi kim cương đi Bly. Lõi kim cương đi. Làm ơn mà, làm cho tôi một cái lõi kim cương đi. Cho cái lõi kim cương này mà game ơi. Vãi cả nồi. Bốn mươi vàng level 9. Năm mốt máu. Bởi cái rank The Raven. Nói chung là bây giờ mà thua thì nó khó lắm mọi người. Bởi đội hình mình double slot cộng thêm cả cái đội hình như này, hai cái lock luôn mọi người này. Lock, nếu mà lock cái này lên thì mình chẳng cần phải lock gì cả, mình cứ để im thôi. Cảm thấy không cần phải lock ấy. Hai Nico. Mình đang cố gắng mọi người biết không? Cái này mình sẽ cố gắng nuôi tam ken lên 3 sao á. Đó, mọi người nhá, nuôi tam ken 3 sao và cho nuốt con V 3 sao này. Là đỉnh cao luôn. Lock con chim đàm đi. Cho lên trời 8 giây cho anh em ạ. Bởi vì cái trang bị đó chính là phong thần kiếm thì sẽ lốc 8 giây anh em nhé. Tất cả đội hình được cộng 20% độ đánh luôn. Bởi vì với 5 ngoại binh mọi người thì nó chỉ đơn giản là ra vàng thôi, chứ nó sẽ khó có thể mà ra được Neko. Đó, nếu mà chơi ngoại binh mà ra Neko ấy mọi người thì trừ khi nó chỉ ra đó chính là kiểu nó ra Nico trừ khi là nhận chuỗi thua thôi. Vị này. Một sảnh vàng đi Bly. Cho xem một sảnh vàng nữa là ngon luôn. 3 slot nhân tạo thì đúng là đỉnh cao rồi. Nào.
Game ơi, cho một sảnh vàng đi, Bly. Không có rồi. Mình còn 2 round nữa up level 9 mọi người ạ. 2 round nữa mình sẽ up level 9 nhá. Trang bị bây giờ thì ui, Kha'Zix đau non mà đồ cũng khét phết nhở. Trang bị bây giờ thì một cái này đi. Tiếp theo gặp 39 máu, mèo bị ngáo. Mèo bị ngáo thì mình sẽ lốc con chó gát lên. Một round up level 9 mọi người nhá. Chó gắt đứng chơi 8 giây thì làm sao có thể cuổi được nữa. Dưới mình cầm một trang bị cung xanh nữa, bắn sẽ xuyên giáp. Rồi, chó gắt bây giờ mới đứng dậy này, nhưng mà đội hình đã bị hủy diệt hết rồi. Một mình nó làm sao có thể cân cả thế giới được. Game này mình sẽ làm Tamken 3 sao cho anh em xem này. Tamken 3 sao nuốt V3 sao mọi người nhá. Đây rồi, V rồi. 11 slot. Đây luôn mọi người ơi, hay quá, Tamken xuất hiện luôn này. Này đây con dây bằng nữa anh em. V luôn này mọi người, V còn 2 nữa lên 3 mọi người nhá. V còn 2 nữa lên 3 sao. Đốt theo 17 máu, 17 máu thì đang có gì? 6 thần tượng. What the fuck, 6 thần tượng. À, linh hồn thần, ôi, ông này có 2 cái linh hồn thần tượng đó mọi người. Ui, mình khỏe quá. Tận bao nhiêu, 12, 11 slot thế này thì đỡ thế nào được. Đi luôn rồi, một đối thủ đã hy sinh rồi. Mình đang suy nghĩ là nên đổi đồ á mọi người. Đổi đồ á. Kết Linh cầm 2 cái này nó hơi sai mọi người, nhưng mà mình đang suy nghĩ lên tròn thì cầm này. Bởi vì con Kha'Zix full cầm một trang bị kia rồi. Tamken này, mình cho Tamken cầm cái trang bị 2 mặt tay công lý mọi người nhá. Chơi chấp chơi người rơi luôn. Lên luôn cho nó chắc kèo. Draven, Chim Dam, không có gì là đáng sợ cả với đội hình của mình. TQK3. Tamken nhiều khi nó nuốt mọi người nhá, nó sẽ nuốt nhà ra dọc sẻng vàng. Đó, nhiều khi như nhân phẩm cao nó sẽ nuốt nhà ra sẻng vàng. Và đợt lâu mình có một trận đấu này ở round rồng hoa kỹ mọi người nhá. Rồng hoa kỹ thì mình có hẳn một cái con rồng nó cầm cho mình 2 giáp thiên nhiên luôn. Ảo kinh khủng người nhá, 2 cái vương vị chiến thuật luôn ở ground rồng hoa kỹ này. Không có Tamken rồi. Không có Tamken mọi người ạ, mình sẽ lấy giáp máu đi. Lấy giáp máu đi, của Ahri đang cầm mọi người. Game này chỉ đợi lên được con ấy thôi. Lên được Tamken 3 sao thôi là ngon lành cần đào luôn mọi người ạ. Ông này đang sử dụng đồ Leona 3, Cocky 2 CDX luôn này. Vãi cả luyện V3 sao luôn. Hay quá, Tamken 2 rồi. Bây giờ thì mình cần mấy con nữa nhở? Mình cần chính mình cả cái Deco nữa, là mình đang có tổng cộng đó chính là 5 con Tamken, là 4 con nữa thôi. 4 con Tamken nữa mình sẽ lên bậc 3 sao. 4 con nữa mọi người ơi. V3 sao nhưng mà lại cầm 3 cái trang bị đỉnh cao vãi nồi luôn. 3 cái trang bị chó chạy mọi người ạ. Tamken ơi, Bly xuất hiện đi game ơi.
Hy vọng lên được tập Ken 3 sao để cho nuốt V 3 sao nào. Cực kỳ mong chờ cái khoảnh khắc đó chính là nuốt V 3 sao anh em ơi. Mà nếu mà có thể lên bò 3 sao thì còn hơn nữa. Thằng này đánh nhau lâu thế. Có key win à? 15 máu, 28 máu. Bò. Tăng cây không xuất hiện rồi, 15 máu. 15 máu thì gì đây? Ôi, ông này cầm 3 anvi mình cũng lên được V 3 sao luôn à? Chán. Đéo có tên chán thế à? Chán thì bạn cút luôn rồi bạn ơi, bạn cút chắc rồi. Ai gọi tôi vậy? Sorry anh em nha, mình quên tắt âm Facebook. Ok, win rồi. 28 máu đang gặp chó gát và 28 máu đang có Corki này, Leona này. Ông này có Kai'Sa, đột biến cái này là đột biến gì đây? Sát thương chuẩn à? Ui, win luôn à. Ma ra đồ đẹp phết ha, kiếm súng, bùa xanh các kiểu. Tam Ken ơi, Bly mày xuất hiện giùm tao cái đi mà. Năn nỉ đó. Một con nữa rồi. Hai seri luôn. Ba con Tam Ken nó lên 3 mọi người ạ. Ba con nữa cơ. Ba con nữa. Không ra rồi. Neko đi, Bly. Không có Neko luôn. Mười lăm máu. Khéo cái này end game đúng không ha? Ôi, thôi xong rồi, end game rồi mọi người. End game mất rồi. Còn hai anh Tam Ken mới lên 3 được mà end game mất rồi. Ông này còn 15 máu thì làm sao có thể sống nổi. Ok, chuỗi thua 11 trận và cái kết đó chính là full giáp thiên nhiên và Neko mọi người ạ. Hơi tiếc là không thể lên được Tam Ken 3 sao để cho nuốt V thôi. End game, chào mọi người, hẹn gặp lại ở những video sau. Bye bye, tạm biệt.